Chấn động, KICM chuẩn bị comeback. Mới đây, KICM đã đăng tải một dòng trạng thái trên trang cá nhân rằng coming soon. Điều này thì đã khiến cho cộng đồng mạng và khán giả vô cùng bất ngờ, nhất là giữa lúc ồn ào với Jack đang nổ ra. Không biết là anh chàng sẽ quay trở lại dưới hình thức nào, thế nhưng bức ảnh đính kèm chụp cùng nghệ sĩ Trường Giang đã khiến khán giả vô cùng mong chờ với nhiều bình luận tích cực. Ghi nhận một số những bình luận của cộng đồng mạng như sau: vươn tầm showbiz luôn, chúc em thật thành công với dự án mới và luôn có nhiều sức khỏe nha Khánh ơi, thả tim cho Nguyễn Bảo Khánh này, vân vân. Trước đó, trong lúc ồn ào của Jack đang nổ ra, cộng đồng mạng còn truyền tay nhau đơn xin lỗi KICM hối hận vì ngày xưa trách nhầm người. Mặc dù đây chỉ là một lá đơn mang tính hài hước mà một cộng đồng mạng chia sẻ, thế nhưng ẩn ý sau đó là đầy sự châm biếm. Ngoài ra thì nhiều người cũng tràn vào trang cá nhân của KICM gửi lời động viên đến nam producer và cho rằng thời gian đã trả lời cho tất cả.